Kính thưa tất cả quý tiền hữu tri thức, ngày hôm qua chúng ta đã phân tích ba đối tượng nhận thức của ý thức và các tình huống xuất hiện của nó. Trên cơ sở đó, việc tiếp xúc của ý thức đối với thế giới trần cảnh sẽ giảm đi yếu tố của mặt na, tức là thái độ chấp trước theo hai khuynh hướng hoặc là nhiễm đắm theo công thức tự hữu hóa, hoặc là kháng cự như là phản ứng của lục sân để loại trừ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về các tình huống xuất hiện của ý thức, và trên nền tảng này đó, chúng ta sẽ rút tỉa ra được những cái phương pháp thực tập để chuyển hóa bản năng nhận thức nhị nguyên của ý thức. Mục tiêu tu tập của tâm thức học Phật giáo là nhằm nhắm vào cái hướng đưa ý thức trở về với quỹ đạo của chánh niệm và tỉnh thức. Tình huống và trường hợp thứ nhất, ý thức xuất hiện một cách đồng hành với năm thức giác quan. Thuật ngữ duy thức học gọi đó là ngũ câu ý thức. Câu là đồng hành, cùng thời, hiện hữu song hành. Ngũ là năm thức giác quan. Hiện tượng phân tâm học diễn ra đối với con người là do vì con người nhấn mạnh đến cái phương diện sử dụng ý thức song hành với các thức giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Bản chất của việc sử dụng một cách song hành đó vốn không có tội lỗi gì cả. Cái trở ngại hay là tốt, tích cực hay là tiêu cực, nên và không nên đó, nó không nằm ở việc đồng hành của những thứ này, mà nằm ở chỗ là chúng ta xử lý và ứng dụng cái tính cách đồng hành đó như thế nào. Ngày hôm qua, hơn 50 chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni văn tập về chùa Liễu Quán San Jose làm lễ Bồ Tát, chứng minh cho lễ hội tập ngày hôm qua thì có hòa thượng viện chủ tu viện Kim Sơn. Lần đầu tiên tất cả tăng ni trẻ chúng tôi lắng nghe hòa thượng nói chuyện tiếu và cảm thấy rằng mình bị già hát. Từ đầu chí cuối hòa thượng mỗi một câu kể chuyện cười như thế đó làm cho tất cả mọi người, người nào mà khó tính nhất, cao có nhất, mặt căng thẳng nhất cũng phải cười, cười lăn, cười lóc. Các Phật tử ngồi ăn cơm ở khu viên của chùa cũng cười theo. Chúng tôi xin chia sẻ lời một cái câu chuyện cười đó, mà dễ gì chúng tôi nói không thể làm cho quý vị cười được đâu. Mà muốn cười phải lên nhắc hòa thượng, xin hòa thượng kể lại cho nghe. Hòa thượng giả cái giọng của một ông già 90 tuổi, và cái giọng nói thành một ông cụ già 90 tuổi về một bối cảnh là khi người Việt Nam bỏ đất nước ra đi tìm mảnh đất của tự do, của dân chủ, của dân nhân quyền và nhiều giá trị khác, thì lúc đó rất nhiều tôn giáo khác ngắm nghía vào dân Việt Nam vì biết rằng người Việt Nam ra hải ngoại đó, ngoài những lý do chính trị nó còn có lý do về kinh tế, cho nên tôn giáo nào cũng muốn bảo trợ. Và do đó con đường của sự bảo trợ đây không gì khác hơn là con đường của kinh tế, thiết lập cái tình thân tình thương trên kinh tế. Như thế người ta từ từ dần dần từ bỏ đạo gốc của mình, mặc dù biết rất rõ là con đường tâm linh và tuệ giác của đạo Phật đó vốn sâu sắc và cao hơn các con đường tôn giáo và tâm linh khác. Được và mất ở trong tình huống này là một cán cân, mà phải dùng
tuệ giác đó, thì chúng ta mới giữ được cánh cân đó. Bằng không đó, nếu dùng tình cảm đó, chúng ta đánh mất chính mình. Cụ già 90 tuổi này đi tới những cái trại tập trung và nói với mọi người rằng là tôi cần có một người thanh niên vạm vỡ, đẹp trai, người Việt Nam, tuổi khoảng chừng 20 cho đến 30 thôi. Nếu hoan hỷ thì trở thành người giúp việc và sau đó trở thành chàng rể của gia đình. Người ta đã tuyển chọn cho ông được một chàng rể rất là thư sinh, rất là khôi ngô và tướng tú. Về nhà ở với ông lão này một thời gian, ông lão này than phiền với các cái dịch vụ tuyển chọn đó. Ông nói rằng tôi cần một chàng rể khỏe mạnh, ngoài đẹp trai khôi ngô tướng tú ra còn khỏe mạnh nữa. Nhiều người nói rằng là cậu thanh niên mà tôi giới thiệu cho ông cách đây vài tháng đó là một người đạt tiêu chuẩn, là một ứng cử viên rất là xứng đáng. Ông bảo rằng là tôi không thấy xứng đáng chỗ nào. Những người giới thiệu và môi giới nói như vậy, ông có thể chứng minh cho chúng tôi biết rằng là ông này không có khỏe mạnh không? Ông già ông nói nó mới có 20 mấy tuổi, mỗi lần nó ăn cơm mà nó run cầm cặp, giống như là bị mắc bệnh kinh phong. Trời đất ơi, tôi cần cái người để giúp đỡ việc, để chăm sóc cho tôi và tuổi già, mà cuối cùng gặp ngược một thằng gì đâu nó còn yếu hơn tôi nữa. Những người làm dịch vụ môi giới không hài lòng, vì với kinh nghiệm sống chung với họ thì họ đã thấy rất rõ là chàng thanh niên này rất khỏe mạnh, năng động nữa. Họ đã yêu cầu ông cho hội kiến với chàng thanh niên, và nếu đó là sự thật đó, thì họ sẽ tìm cho một chàng thanh niên khác đáp ứng được cái nhu cầu của ông cụ 90 tuổi, khác tôn giáo, khác quốc gia này. Khi gặp đó, thì người môi giới hỏi thằng chủ anh than thì anh dữ quá, sao thấy anh yếu đến nỗi mà ông run cầm cập giống như bị kinh phong vậy. Anh để nói tôi đâu có bị bệnh đó. Ôi sao mà ông nói là ông có bằng chứng quay video lại đủ hết trơn, trong lúc anh đang anh run cầm cập như thế mà. Anh em nói kể trời ơi, cái thời gian mà tôi ở chung với mấy anh ở đảo đó nó khổ cực quá, làm sao không có niềm vui mà run được. Còn cho mình ăn thực phẩm ở đây nó sướng quá cho nên là phải rung đùi, ai đâu mà phải lắc đầu. Và ông già ông hiểu thực hiểu là cậu con rể của mình trong tương lai là một người bị kinh phong. Cái ăn ở trong nền văn hóa Việt Nam đó vận dụng đến cả 4 năm thức khác nhau. Người ta không chỉ ăn một cách đơn thuần bằng cái miệng, mà đầu tiên là ăn bằng con mắt không à. Cái dung lượng của con mắt á, thì nó không tùm tặng và không giới hạn, thì nó đâu có độ chứa đâu, cho nên nó có thể nhìn và nó muốn và nhiều hơn là cái số thực tế cái bao tử cầu. Cho nên đi ngắm nhìn là một cách thức ăn. Trưa hôm nay chúng tôi được một vị đạo hữu dẫn đi tới cái tiệm Fresh Toy, trong đó nó có đến 5-6 loại thực phẩm tươi để cho mình ăn, với sự lựa chọn và cái dĩa là có chút xíu à. Họ có lý do để làm cái dĩa nhỏ, bởi vì con mắt thì nó lớn, bao tử thì nó nhỏ, mà để cái dĩa to đó thì người ta cũng làm cho nó bằng với lại cái bao tử thì đâu có lời nhiều. Cho nên làm cái dĩa thật là nhỏ, gấp dài chục món, một cái muỗng mới gấp đó, để múc đó, nó cũng nhỏ thôi. Và nội nhìn thấy cái sự đa dạng của thực phẩm thôi là cái bụng mới bắt đầu no rồi, cái con mắt đã được ăn. Nhiều màu sắc, nhiều chủng loại. Sau đó nếu mà đến những cái chỗ bày biện ra những loại súp, canh, vân vân đó, đem thực phẩm đó ăn, rất tiếc cái đó nó không có mắm vuốt, nước mắm hay là những cái loại mà ở Việt Nam thích á,
chỉ có những thứ đó ăn thôi nghe, rộp 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 phải không ạ? Tức là nó có thêm cái hỗ trợ của cái lỗ tai đó, ăn bằng luôn cả lỗ tai, phải rút hút làm sao mà nghe mà cái người ở kế bên mà bị bệnh chán ăn cũng thèm ăn. Ai bị bệnh mất ăn, kén ăn đó, xin quý vị hãy qua bên Ấn Độ, sống ở trong các ký túc xá. Chỉ cần ngồi đối diện với các sinh viên Ấn Độ thôi, trong vòng 10 phút là thực phẩm hết trơn à. Vì họ ăn rất dễ, không kén ăn, không có chen khen chơi ngon và dở, cho nên thực phẩm nào cũng hết. Và do đó khi mà ở kế bên ăn mà họ nghe nhai rộp rộp, rồi nghe cái lỗ tai mình bắt đầu nó được kích thích, và lỗ tai nó bắt đầu nhập cuộc và ăn. Chàng thanh niên Việt Nam này đó, ngoài cái ăn rộp rộp hút ở trong cái băng video, anh còn cái chân tay còn múa ăn luôn cả bằng cái thanh. Lỗ mũi thì anh hít hà rồi nó chảy nước giải nước mũi nó đầy hết rồi. Còn cái miệng ăn thì thấy rõ ràng rồi, mắt cũng ăn, tai cũng ăn, mũi cũng ăn, lưỡi cũng ăn, cái thân cũng ăn luôn. Vì vậy trong tình huống này đó là năm thức giác quan là song hành với ý thức cùng một lúc. Tình huống đó được gọi là ngũ câu ý thức. Bản chất của các thức giác quan nó dừng lại ở tính cách tánh cảnh, tức là không có phân biệt nhận định với những thái độ tâm lý, tình cảm, thích và ghét, đồng thuận hay là kháng cự. Nhưng khi có sự đồng hành của ý thức đó, thì cái việc ăn uống nó không đơn giản dừng lại chỗ đó, và nó liên kết các giác quan lại. Cái lỗ tai đó và cái dịch vị nó có liên hệ với nhau, tai mũi họng mà liên hệ. Ăn mình bỏ thêm một chút tiêu, chút ớt vào, và người Trung Quốc, người Ấn Độ có lý do để bỏ cái này vào thực phẩm, dầu có nhiều người ta không thích ăn cay, để cho nó kích thích dịch vị và làm cho cái cuốn lưỡi đó nó bị cuốn họng bị phỏng, dịch vị phải tiết ra để chữa trị cái cơn phỏng tức thời này, và làm cho chúng ta có một cái ảo giác về sự ăn ngon lành. Chả lỗ mũi và nó tác động đến cái lỗ tai, kích thích hấp dẫn lắm, và ăn những thứ như thế rồi thì khó quên được lắm. Còn cà phê Starbucks thì lại chế ra những cái loại hỗn hợp giữa kem và cà phê, nó có 3-4 mùi vị khác nhau, mà khi trộn vô rồi uống một cái lần sau muốn uống thêm đi nữa. Lần trước có mặt ở đây, sư cô chủ trì được một người cho một cái ly cà phê Starbucks, chúng tôi đến sư cô nói thôi nhường lại cho thầy vì cái này ít quá chia chùa không đủ. Uống vô ly chúng tôi muốn thêm ly nữa, đâu có đâu uống. Các kích thích như thế nó làm cho các thức bắt đầu cùng xung trận, và xung trận một cách tình nguyện, bởi vì nó có một cái kích thích tố, nó làm cho các giác quan này được thỏa mãn, được phấn chấn, được kích thích, và cái trạng thái tâm lý đó nó làm cho con người hồ hởi, vui vẻ lắm. Bản chất cái hoạt động song hành với các thức giác quan của ý thức vốn không mang theo nó cái tốt hay là cái xấu, mà vấn đề còn lại là chúng ta sử dụng một cái nội dung của năm thức giác quan này nó được kích thích trong tình huống này là cái gì. Là một vị tu sĩ ở trong chùa 26 năm, chúng tôi đã đi dự rất nhiều cái trai tăng. Trai tăng nào các Phật tử tự tay mình nấu nướng thực phẩm, bài biện các món thật là thịnh soạn, cao lương mỹ vị chừng nào, thì sau khi trai tăng xong thực phẩm bị ế chừng đó. Dạ. Ai cũng hỏi, thầy ơi, ăn có ngon không? Trả lời ngon và dở thì kẹt vào những điều mà Đức Phật dạy là không nên giữ tướng chung và tướng riêng của các loại thực phẩm này. Vì làm như thế thì cái tâm đắm trước vào khẩu vị đó
là đánh mất đi cái giá trị thực tập, chánh niệm định tức hay là nhất tâm bất loạn. Mà trả lời rằng không ngon là sao ta đâu có bời trẻ tăng nữa. Hoặc là người ta sẽ buồn phiền mất, không có niềm vui. Ai muốn cúng dường cũng muốn cho đối tượng được cúng dường của mình là các thầy, các sư cô có được một bữa ăn rất là ngon lành, ấn tượng và khó quên. Nhưng khi vào cái trai đường của các vị tu sĩ, chúng ta thấy cái không khí nó yên lặng phăng phắc, vì nó không tạo cơ hội cho năm giác quan cùng làm việc một lúc. Cái ăn chỉ có cái miệng thôi, để cho cái miệng nó làm việc cái chức năng của việc cái ăn phối hợp với cái lưỡi, còn các cái khác đó, nó giữ nguyên vị trí của nó không cùng xung kích và ra trạng, để cho cái cơ nghiện và thỏa mãn trong khẩu vị ăn uống này nó không có liên minh, và do đó cái tiến trình tu tập buông xả trong ăn uống đó, nó dễ dàng được thành công. Cho nên tại vì sao quý vị mà có cúng cho tăng đó, đừng có hỏi với thầy là ăn có ngon không. Và càng làm đơn giản nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Vì bản chất của tu sĩ là phải giảm thiểu một cách tối đa ba nhu cầu căn bản mà con người hướng về, đó là ăn, mặc, ở. Tu sĩ mỗi người có 2-3 bộ đồ đủ à. Một bộ xe cua, một bộ để mặc cái tên thân. Xui lắm mới bị té lâm tù mèo rách hết trên, không có đồ để thay liệm, chứ còn hai cái là đủ à. Cho nên đó là cách thức mà chúng ta có thể hỗ trợ cho những vị xuất gia có thể tách lập hóa, cô lập hóa các hoạt động liên minh của các giác quan trong tình huống mà khả năng đắm nhiễm của đó nó có thể diễn ra ở mức độ cao. Hiểu được bản chất của ngũ câu ý thức đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tính cách hiện khởi và đồng hành như là một niềm vui của nó. Nó thích cùng có mặt với con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân. Rồi có mặt như thế nó cảm thấy rất là hài lòng và hãnh diện. Trong khi đó cái tiến trình tu tập về chánh niệm tỉnh thức ở trong mọi sinh hoạt liên hệ đến các giác quan của nhà Phật đó, là làm thế nào để cho các chức năng này đóng vai trò đúng của nó thôi. Và khóa lại tất cả những phương tiện mà chúng có thể diễn tiến theo một cái tình huống ngày càng đam mê và dẫn đến thái độ chấp trước vào những thú vui này. Còn đối với các hành giả và đặc biệt là Phật tử đó, thì chúng ta có thể vận dụng cả năm giác quan cùng một lúc để phục vụ cho sự tu học và hành trì. Năm 2003 chúng tôi có mặt tại Phật Quang Sơn, Cao Hùng, Đài Loan, nhìn thấy cảnh các hành giả theo Tịnh Độ Tông hiện đại, tức là thiết lập một Tịnh Độ nhân gian trên ba nền tảng: giáo dục, văn hóa và từ thiện. Và các hành giả này có được một cơ hội thực tập theo cái tâm chỉ phương niệm. Trên niệm Phật đó, thì các hành giả lắng nghe nhạc liệu pháp từ việc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, và nhạc liệu pháp đó nó mang cái chất liệu của nền nhạc dân tộc du dương trầm bổng cộng với cái chất liệu tâm linh của đạo Phật, làm cho những người thích nhạc dân tộc có cảm thấy được giá trị tâm linh của nhà Phật cao hơn nhạc dân tộc, và những người đó chưa có được cấp độ tâm linh đó, thì thấy nhạc dân tộc gắn liền với cái văn hóa phong tục tập quán của mình, cho nên thành phần nào vào nghe và niệm theo các cái điệu phổ hài hòa giữa dân tộc và tâm linh đó, đều cảm thấy có một niềm vui tĩnh tại nhẹ nhàng và sâu lắng. Trong các cái phòng thực tập của các hành giả Tịnh Độ Tông này, ngoài cái âm thanh, nó còn xung quanh là bốn cái mặt kính để một tượng của Đức Phật A Di Đà thôi, mà hành giả phải đối diện vào, thì chúng ta thấy là kiến là rọi kiến, cho nên cái hình ảnh được thu nhận ở trong tấm gương đó, nó được tương phản qua tấm gương đối diện, và cứ tương phản qua tương phản lại, chúng ta thấy là vô số hình ảnh Đức Phật
Và khi chúng ta bẩn lễ, cúi chào, tôn kính, quy ngưỡng, niệm Phật đó, cũng được nhân lên một cách theo cấp số cộng, thậm chí đến N lần, cho đến lúc nào con mắt của chúng ta không còn nhìn thấy hết được cái độ tăng dần của nó, vì nó có một cái không gian giới hạn. Phương pháp quán tưởng của pháp môn tịnh độ này giúp cho các hành giả tưởng tượng rằng đang ngồi ở trên mặt đất, mà có cảm giác rằng mình đang ngồi ở trên tòa sen. Bản chất của tòa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh, trang nghiêm ở trong bùn nhơ nước đọng, để liên kết với cái nỗi khổ niềm đau mà con người có, mà vốn cái thế giới của châu Á, thế giới của khổ đau về vật chất, là thấy được cái sự trang nghiêm từ những cái khổ đau như thế này. Đó là một cái hình thái tu tập rất là thiết thực và ấn tượng. Trong phòng thờ thì người ta nghe một cái loại hương thơm nó rất là dễ chịu, thoang thoảng thôi. Nó khác với các cái loại hương thơm, dầu thơm của Pháp hoặc là của Mỹ. Đôi lúc nó rất là gai gắt, và nghe một lần rồi cái độ nhiễm rất của người nó nhiều hơn là thông dong và tự tại. Loại hương này nhẹ nhàng, sâu lắng lắm. Và hành giả từ Đạo Tông có mặt ở trong một không gian tâm linh như thế đó, thì các giác quan cùng làm việc một lúc. Con mắt á thì quán vào hình ảnh được nhân rộng, nhân lớn theo số nhiều của Đức Phật A Di Đà. Và cái hành động đảnh lễ lần chuỗi hạt của mình từ 1 trở thành 100, từ 100 trở thành 1000. Đó là một phương pháp quán chiếu để nâng cái trọng lượng, trọng lực của tâm lên, làm cho cũng trong một hành động tôn kính đó, giá trị tâm linh của nó cao hơn gấp nhiều lần. Đó là nhờ tác động ý thức bằng những cái sáng kiến thông minh đi kèm theo cái nhận thức, làm cho nhận thức đang được tu tập. Và lỗ tai nghe danh hiệu, quán tưởng về Đức Phật A Di Đà, nhớ về tất cả những hạnh nguyện của Ngài trong 48 lời nguyện vân vân, mà lòng cảm thấy hân hoan, dấn thân vô ngã vị tha, là lỗ tai đang được thực tập. Thực tập để quán chiếu tất cả mọi âm thanh trong cuộc đời này đó, đều là các pháp âm vi diệu. Thân thể đang ngồi ở trên mặt đất mà có cảm giác rằng là đang ngồi trên hoa sen, nó tạo ra một cái sự xúc chạm, và chất liệu khinh an nhẹ nhàng thư thái bắt đầu có mặt ở trong sự xúc chạm đó. Chính vì vậy mà các hành giả thường khi vào chùa lâu rồi đó, mình được huấn luyện bắt đầu đó là ngồi kiết già, tức là bàn chân này đó nó nằm ở trên đùi của bàn chân còn lại. Thực tập một thời gian đó, chúng ta được học và thay đổi cái thế là hai lòng bàn chân đó nằm ở trên hai cái đùi đối diện. Cái phương pháp ngồi như thế được gọi là ngồi theo thế liên hoa, hoa sen. Tính y học của phương pháp ngồi này đó, nó nằm ở chỗ là giữa cái phần sau của mắt cá đó, nó có một cái huyệt, và khi ngồi như thế nó tạo ra sự âm dương giao, nó khai thông một số cái áp tắc ở trong cơ thể, và cái nguồn năng lượng con người về phương diện này nó được nâng cao. Rồi quán chiếu tư thế đó như là cái hoa sen rất đẹp, với nhiều hương thơm, gương nhị, cánh hạt, làm cho tâm thức mình nhẹ nhõm, lăng lăng thư thái. Và chất kinh năng đó được đưa ra ở trong kinh Trung Bộ đó, mình phải quán rằng là từ làn da nè, rồi thớ thịt nè, các tế bào nè, máu huyết xương tủy và toàn bộ cái cấu trúc của cơ thể này đều thấm những cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái kinh năng vô cùng, giống như đang ở trên trời rất là nóng nực mà có một cái luồng gió mát thổi qua vậy đó. Phải tưởng tượng. Và giờ ý thức nó tưởng tượng như vậy cho nên cái thân mình đang được tu, đang trong khổ mình mà vẫn cảm thấy mình sướng, mình hạnh phúc. Nó không phải là ảo giác, mà là một trong những nghệ thuật để vượt qua nỗi khổ, niềm đau, có giá trị, trị liệu khá tốt. Như vậy là trong cái động tác thực tập với cái môi trường thuận lợi như thế, thì con mắt cũng đang tu, lỗ tai cũng đang tu, lỗ mũi ngửi mùi hương cũng đang tu, thân xúc chạm ngồi trên
trên điện Phật đó cũng đang tu, chỉ có cái lưỡi là không có tu, tại vì cái lưỡi nó không có nếm, không có ăn, không có uống, nhưng mà nó vẫn tiết ra một cái nước biến nhất định nào đó. Nếu trong lúc đó mình niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, thì nó cần phải tiết ra dịch vị và nước biến ra để nó làm cho cái cổ khỏi bị khan, và do đó nó cũng đang được tu, mặc dù nó không có ăn không uống gì hết á. Cái tình huống như vậy là tạo cái mặt bằng cho ngũ câu ý thức xuất hiện đồng một lúc với các giác quan, và cái giá trị thực tập như thế nó cao về phương diện tâm thức là bởi vì tất cả nguồn tu. Có nhiều người thực tập lâu mà không có kết quả là bởi vì họ chỉ tu bằng con mắt thôi. Dù mặt là con mắt thì quán tưởng Đức Phật mà cái tâm không có quán tưởng, cho nên nó không có sự đồng hành của ý thức trong tình huống này, thì cái trọng lực phước báo của sự thực tập nó giảm đi rất là nhiều. Lỗ tai thì nghe danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà tâm cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Lạt, Nam Mô Di Đà Lạt, thế là nó khoái đi du lịch đó. Nó liên tưởng hai cái nà ná và cái ảo giác xuất hiện làm cho cái tình huống chánh niệm tỉnh thức bị mất. Như vậy là chỉ có tu cái lỗ tai mà không có ý thức, cho nên tính cách đồng hành nó sẽ một mặt tạo giá trị trọng lực của tâm, mặt khác á cái kết quả của sự thực tập đó nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Còn vào những nơi ăn chơi giải trí đó, các siêu thị hay là những cái sòng bạc đó, thì họ tạo ra cái môi trường cho các giác quan này được thỏa mãn một cách liên đế và liên hệ trực tiếp với nhau, làm cho chúng ta vào chỗ đó rồi không muốn ra. Đó là sự có mặt của ý thức đối với các giác quan, và đó làm cho con người bị mê mẩn. Cuối cùng đó, họ sẽ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ. Như vậy sự tập chuyển hóa cái ngũ câu ý thức đó, nó có hai cách. Cách thứ nhất, nếu cái sự đa mê chấp trước trong các giác quan này đó, nó là một cái điều xấu, là một hiện tượng tiêu cực đó, thì chúng ta tách ly ý thức ra khỏi các giác quan này, thì lúc đó đó cái nghiệp tập đó, nó được gieo rắc trên đây ít hơn, nhẹ hơn. Bây giờ đó hậu quả của nghiệp nó có thể xuất hiện ở một mức độ đơn giản hơn. Còn trong tình huống đối tượng giao tế đó là tích cực, là tốt, là đẹp, thì chúng ta cần phải dẫn thể cho năm thức giác quan này có mặt song hành với ý thức. Có nhiều người nói tôi cũng đi thực tập giống như ông như bà, mà sao tôi cầu trời khẩn Phật hoài mà không thấy được phù hộ chi hết, còn bà thấy làm lơ như thế mà sao được phù hộ. Hoặc là các hành giả sau khi thực tập trì chú với sự hướng dẫn của một vị guru đó, thì thấy rằng là cái sự linh hiển nó xuất hiện với mình nhiều hơn. Trên thực tế cái sự tập trung của ý thức đó, đó nó làm cho cái tiến trình chỗ quả bị chín vú, giống như mình là ép khí đá cho các trái cây đó, nó được ửng hồng nó chín, mà trên thực tế thì cái chất lượng và chất liệu chín ở trong đó nó chưa đến mức của nó. Nhờ cái sự tập trung cao độ, nó trở thành một cái chất xúc tác và dẫn khởi các hạt giống có sẵn, theo tiến trình đó, nó phải trổ trong vòng vài tháng sau, vài năm sau. Thì cái phần chi chú với sự tập trung cao độ và nguyên cầu với tập trung cao độ đã làm cho nó phải trổ ra, nhưng bản chất sự trổ đó là chính vú. Phần lớn chúng ta rất là mừng và hạnh phúc trước sự chính vú về nghiệp này, chúng ta mừng lắm, nói chỗ này linh hiển lắm. Rất nhiều Phật tử đi theo Thanh Hải, Vô Thượng Sư, và do vì họ tin vào cái này, nói là cầu bà linh hiển lắm, ước gì được đó. Thực ra không phải là do sư cô Thanh Hải tạo ra sự linh hiển, mà chính cái tiến trình nhân quả chính vú thể hiện qua ước mơ có tập trung, có niềm tin của chúng ta, nó làm cho quả đó trổ ra sớm thời hạn. Và tất cả những cái loại quả chính vú như vậy đó, giống như cách thức chúng ta là vay mượn và rút tiền ra sớm nha, chúng ta có cảm giác thỏa mãn được liền, nhưng trên thực tế nó không tốt.
Như vậy là sự đồng hành của ý thức với các giác quan nó tạo trọng lực của hành động, và cái kết quả dẫn khởi nó cũng sẽ mạnh một cách tương thức hơn. Do đó hiểu được cái cơ chế này thì chúng ta sẽ tập trung vào ý thức nhiều, và đối tượng cũng như là nội dung tích cực của ý thức càng cao đó thì giá trị an vui hạnh phúc nó sẽ càng tỷ lệ thuận. Tình huống thứ hai là đọc đầu ý thức, tức là ý thức nó xuất hiện một cách rất là thầm lặng, đơn độc một mình thôi, nó không cần có sự đồng hành của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây là những cái tình huống gọi là nghĩ thầm, nói thầm, nói nhẩm ở trong tâm. Các hành giả bắt đầu đi vào con đường thực tập và nhất là thiền, thông qua sự tịnh chỉ, tức là vắng lặng của các giác quan đó, thì lúc bấy giờ ý thức nó sẽ trở thành một cái nhà biên kịch và đạo diễn. Nó viết ra một kịch bản, nó hướng dẫn và tạo ra các kịch tính, rồi nó tạo ra các diễn viên giải quyết các cái kịch tính ở trong kịch bản này, mà trên thực tế là có một mình nó thôi. Nó tự biên, tự diễn, tự nói, tự nghĩ, tự đối thoại, tự giải quyết vấn đề. Và trong giai đoạn đầu nếu không có được sự hướng dẫn tốt đó, chúng ta dễ bị khủng hoảng và chán nản. Bởi vì càng ngồi xuống giữ trạng thái lặng đi chừng nào á, thì ba đào sóng dậy nó nổi bùng bùng, nó chấn động tâm thức chúng ta, nó làm cho chúng ta đôi lúc bị khủng hoảng. Hoạt động của ý thức đập đầu này nó làm cho con người dễ bị tâm thần đó. Ở trong nền văn hóa phương Tây đó, cái khuynh hướng mà ý thức đọc đầu này nó khá nhiều. Một ngôi nhà 300 cho đến 1000 mét vuông mà chỉ có hai vợ chồng, một đứa con, hai đứa con, nhiều gia đình không có con. Sinh hoạt ở nơi làm việc đó 7-8 tiếng mà đôi lúc không có cơ hội để nói với ai lời nào. Về tới nhà mạnh ai bận công việc của mình cũng không nói với ai lời nào. Và do đó cái đọc đầu ý thức nó hoạt động thay thế vào cái nỗi cô đơn, cái nỗi buồn chán, và nó trở thành là một diễn viên rất là đặc sắc. Nó đóng hết tất cả các vai, vừa là vai vợ, vừa vai chồng, vừa vai con, vừa vai cha mẹ, vừa vai ông bà. Mối liên hệ, quan hệ của người đó nhiều chừng nào thì cái tính cách đập đầu nó sẽ xuất hiện như ba đầu sáu tai, ngàn đầu. Nó kích hoạt, nó làm cho chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và luôn luôn hoạt động và luôn luôn bị căng thẳng. Các bế tắc ở trong một gia đình mà nếu không tháo gỡ được, hay là trong các mối quan hệ đó, thì cái đập đầu ý thức này nó làm cho hỏa bị dập lên, tức là nó tập trung cao độ khống chế người đó. Người đó có cảm giác là ngạt thở lắm, bế tắc quá. Mức độ tuổi trẻ ở các nước phương Tây á, tự tử ngày càng gia tăng là bởi vì cái hoạt động của đập đầu ý thức nó khống chế con người quá nhiều. Có người có một cái thế giới riêng, một cái cõi riêng. Cõi riêng đó là về một không gian, là một cái phòng độc lập trong một căn nhà. Cái phòng đó có một cánh cửa, trong đó có các phương tiện giải trí, nào là tivi, nào là máy, nào là internet và các cái trò chơi khác. Rồi do đó có người có cảm giác rằng là mình thỏa mãn với cái thế giới riêng tư này, và sống một mình, đối thoại một mình, nói nhâm một mình, tư duy một mình. Ý thức đập đầu đã kích hoạt, làm cho con người trở nên rất là căng thẳng, mỏi mệt. Thực tập thiền quán hay là bất kỳ một pháp môn nào mà nếu như chúng ta tập trung cái ý thức ở trong bộ não đó, thì hỏa sẽ dọng lên và cái đập đầu ý thức nó bắt đầu xuất hiện, mỏi mệt căng thẳng lắm. Thì nghệ thuật thực tập thiền của Phật giáo là theo dõi hơi thở ra vào nhẹ nhàng sâu lắng để tạo cái cơ chế ức chế của tâm thức qua cảm xúc nó được tháo gỡ đi. Vì khi ý thức tập trung vào hơi thở ra và vào đó, máu nó không nằm ở trên bộ não, không trầm tập trung đây nữa, tức là cái căng thẳng bị mất đi. Nó là một sự trị liệu về phương diện y học. Để tăng cường thêm nội dung và giá trị tâm linh, vì nó vượt lên xa các cái phương pháp hít thở khí công.
thì khí công chỉ có giá trị đơn thuần là sức khỏe. Nhà khoa học cũng là nhà toán học Archimedes của thời Hy Lạp cổ đại đó chết ở trong một cái tình huống rất là đáng sợ nhiều. Niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là được phát minh, và phát minh về lĩnh vực của hình học. Ông có thể là một trong những nhà khoa học về hình học, mở cửa cho hình học không gian, có cái khoa học vật lý không gian của thời hiện đại này. Say mê nghiên cứu và phát hiện ra các loại hình học không gian N chiều. Ông ta đang vẽ ở trên một cái sân, trên đó toàn là cát, vẽ ra các hình tròn, hình vuông, các góc, các độ, quỹ đạo, vân vân. Thì lúc đó quân La Mã đã tiến vào thành phố nơi ông ở mà ông hay. Khi toán quân của La Mã tiến gần đến ông thì ông không còn nghĩ rằng đây là lính La Mã, kẻ thù của dân tộc của ông. Cô không sợ bất cứ cái gì hết. Ông đang đứng bảo vệ cái vòng tròn mà mình đang vẽ đó. Xin các anh đừng có đụng đến vòng tròn của tôi nha, đừng có đụng. Thì ông mới nói hai lần, chưa kịp lần thứ ba, một cái bụi giáo đó đâm xuyên qua tim của ông và ông ngã quỵ chết ở trên vòng tròn vừa mới được phát minh. Bởi vì ông ta đã để cái đập đầu ý thức là hoạt động quá mạnh. Trong đó trước mặt ông chỉ là một hiện lượng đó, đối tượng đó là một con người, không biết con người đó là con người gì, thù hay bạn, lính hay là thường dân. Và ông không còn ý niệm của chiến tranh, của hòa bình, của cái gì nữa. Ông chỉ còn một cái đập đầu duy nhất, và đối tượng duy nhất đó là những cái vòng tròn, những hình vuông vừa được phát kiến. Cái tập trung của đập đầu ý thức như thế, nó có cái khuynh hướng là gắn liền với một cái đối tượng nhất định nào đó. Và cái đối tượng nhất định đó nó tạo ra một cái thói quen, làm cho người ta có niềm đam mê, thích thú, bám víu trên cái này. Có nhiều người suốt cả cuộc đời hoạt động đập đầu ý thức với một đối tượng ý thức nhất định nào đó thôi. Và đó là niềm đam mê, là hạnh phúc, là các giá trị của họ. Để cho đập đầu ý thức kích hoạt trong những tình huống mà dẫn ra cái chết như trường hợp của nhà bác học Archimedes, thì khi sinh ra ông sẽ là một thiên tài về lĩnh vực này thôi. Vì cái niềm đam mê lớn nhất trong tâm thức lúc đó hiện hữu đó là sự phát minh và hạnh phúc ở trong niềm phát minh này. Và thậm chí cái chết không còn là nỗi sợ hãi và đe dọa đến bản thân ông nữa. Cho nên cuộc đời của ông là dấn thân cống hiến cho các phát minh. Vậy đó, sau đó một năm, nếu chúng ta áp dụng công thức tìm và tái sanh của Tây Tạng, chúng ta sẽ có được một nhà thiên tài về lĩnh vực này. Rất tiếc là dân tộc Hy Lạp đã không có được kiến thức đó, cho nên nhà thiên tài đó đang xuất hiện với hình thế nào chúng ta không biết. Bản thân của đập đầu ý thức nó thỏa mãn cái tình trạng đơn độc và làm việc một mình, và hậu quả của đó có thể dẫn đến những tình trạng là chủ nghĩa độc đoán, chủ nghĩa độc tôn, và dẫn đến chủ nghĩa độc còn. Các chiến tranh của các cường quốc trên thế giới nó đều rơi vào các hoạt động của độc đoán ý thức như vừa nêu. Cái tôi là một trong những chủ thể của độc đoán ý thức, và khi sống với cái quỹ đạo của cái tôi độc đoán ý thức như thế đấy, con người luôn luôn muốn mình trở thành là trọng tâm của các hệ giá trị. Cho nên các hoạt dụng làm việc, giao tế, ứng xử, đối phó đó, nó đều mang theo cái vóc dáng hình hài này. Và do đó nó tạo ra biết bao nhiêu là sự gián cách và khó khăn. Nói một cách khác là đập đầu ý thức không chỉ đơn thuần là một hình thái ý thức, nó hoạt động một mình khi người đó ở một mình, mà nó còn có những cái tình huống tạo ra một cái phản tác dụng phụ, là cái tính gọi là nội tại, theo kiểu là không muốn giao tế tiếp xúc bên ngoài, nó làm cho con người đó ngày càng teo hẹp về phương diện ngoại giao. Và do đó cái khuynh hướng của họ là muốn yên, muốn an cho bản thân của mình nhiều hơn. Chúng ta thử hình dung
hình thù của một con rùa. Khi nó rút đầu và tứ chi nó vào trong cái mai, nó có cảm giác an toàn và nó sống một mình trong thế giới của ta. Và khuynh hướng tâm lý như là một cái phản ứng kéo theo sau của độc lập ý thức là người đó thích ở cô lập một mình. Cái khuynh hướng của họ rất là thích lập dị, tạo sự quan trọng bằng sự lập dị của mình. Sống bằng cái tâm lý như thế là rất là khó giao lưu tiếp xúc với người khác. Và nếu làm lãnh đạo mà có độc độ ý thức nhiều quá thì thiên hạ sẽ la làng, sẽ chết, ngạt thở, thở không nổi. Tức là không lắng nghe ai, chỉ để cho ý thức của mình quyết định, chuyên quyền, độc đoán. Và cái đó nó dẫn đến một sự khủng hoảng về quan hệ con người rất lớn. Tình huống thứ ba là tán vị ý thức. Ý thức này nó có một cái khuynh hướng đối lập với cái độc đồng. Tán là phân tán, có mặt khi thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác. Vị là phương hướng, vị trí, tức là nó du lịch khắp mà mười phương trời. Chỗ nào có một cái địa điểm gì là ý thức nó có thể đến đó để du hành. Và cái khuynh hướng tâm lý của ý thức trong tình huống này là mông lung, quanh quẩn. Nó không bao giờ có được một sự tập trung cố định vững chãi. Điều đó nó là kẻ thù của thiền, nó là kẻ thù của các pháp môn, nó là kẻ thù của trọng tâm chuyển hóa tâm thức. Cái tính cách lẩn quẩn của nó tạo ra một cái trạng thái tâm lý rất tiêu cực là do dự. Vì nó quen theo cái kiểu lẩn quẩn là lăn quanh lăn quần, không có tập trung cái gì hết, cho nên cái thái độ dứt khoát đó sẽ không có mặt được. Và do dự nó xuất hiện như là một cái phản ứng tâm lý kéo theo sau thôi. Thực tập chuyển hóa theo tâm thức Phật giáo là trước nhất chúng ta dùng tuệ giác để phát huy cái tính trực quan và phán quyết, giải quyết vấn đề một cách rất là nhanh chóng và tính hiệu quả rất cao. Các sai số về phương diện sai lầm đó, được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Trong khi đó do dự là một cái kẻ phong hờ, quá thận trọng, tính toán đủ thứ hết, dùng cái hoạt dụng của mặt na chấp trước bảo vệ cái tôi và cái ý thức nhị nguyên can thiệp vào, cho nên nó có những lý do để biện hộ, nào là điều này, nào là sự kiện kia, nào là cái các điều kiện nọ vân vân, và nó không cho phép con người quyết đoán một cách nhanh chóng với tính hiệu quả cao nhất của nó. Cái tính cách do dự của ý thức nó giống như cái quạt máy, bật công tắc lên nó cứ quay vòng 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 vòng, có một mà không đi tới đâu á. Nó tạo được kính chu kỳ của sự quay và tâm thức của người đó sẽ không tiến xa tiến sâu ở nhiều giá trị tốt hơn, vì không có cái giá trị quyết đoán, cho nên kết quả dẫn đến sự mất thăng bằng, mất năng suất, vân vân. Ai thực tập theo phương pháp thiền của ông Lương Sĩ Hằng là đang thực tập theo tán vị ý thức, theo thiền sức hồn. Cái cảm giác mà thực tập ban đầu mà các hành giả này có thể đạt được là cái trạng thái nhẹ nhàng khi để cho ý thức của mình nó được với cái sự hình dung và tưởng tượng đang du hành ở cảnh giới tiên bồng lạc cảnh hạnh phúc hân hoan nào đó, và do đó nó giải phóng được cái nỗi khổ niềm đau có mặt ở trên thân. Khi mà ý thức nó đã buông cái thân này thì nỗi đau trên thân đó có cũng trở thành không. Và khi mà ý thức nó có một cái thời gian để du lịch ra khỏi cái thân thể đó, thì những cái nỗi đau ở trên dòng cảm xúc đó, nó cũng được lắng dịu đi. Chúng ta để ý về cái gì, cái đó nó trở thành nghiêm trọng. Còn chúng ta phớt lờ, tỉnh bơ, phớt tỉnh nâng lê thì nó có, nhưng nó không tác động với chúng ta được. Cái phương pháp mà thiền xuất hồn đó cũng dựa vào
thức vô biên xứ, tức là để cho ý thức mình nó bay nhảy khắp không trung, khắp thời gian đó, nó là cái hoạt dụng của cái loại thiền đó. Và cái này đó, Đạo Phật không khích lệ, Đức Phật không khích lệ. Cái đóng góp về tâm linh của Phật giáo là nằm ở bốn loại thiền, mà điểm khởi đi của nó là một sự chuyển hóa cái năng lượng tính dục lớn nhất của con người để tạo ra trạng thái an lạc. Cái đó được gọi là ly sanh thủy lạc, tức là lìa năng lượng dục tính, lìa thói quen dục tính, và vượt lên trên cái khống chế của đó, con người sẽ tạo ra được một cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái do ly khai được cái này. Trọng tâm của người tu tập, tức người xuất gia, là nằm ở chỗ này đó. Giải quyết được cái bước đi khó khăn nhất này đó, thì ba cái loại thiền còn lại nó sẽ có thể được thành tựu dễ dàng hơn. Đưa ý thức du lịch chỗ này chỗ nọ, nó làm cho mình có cảm giác chấn an tạm thời, vì mình không đối diện với nỗi đau. Trong khi đó, phương pháp thực tập tứ diệu đế của Đạo Phật là dạy chúng ta một bản lĩnh nhìn thấy rõ mặt mũi của nỗi đau. Cái bản lĩnh đó làm cho mình sống chung với nó và không có bất kỳ một sự khó thở nào, và nhờ đó vượt qua nó một cách dễ dàng. Còn khi mình sợ nó, mình đâu có cơ hội để nhìn thấy mặt mũi đâu mà vượt qua. Đó là bản lĩnh vô ngã, bản lĩnh vô úy trong việc đối diện với những cái gút mắt, những nỗi khổ niềm đau đang diễn ra, đã diễn ra và sẽ có thể còn diễn ra với chúng ta. Cho nên ý thức tán vị sẽ làm cho con người bị mất năng suất, là bởi vì cái tâm, trái tim ở trong hành động nó bị vắng bóng. Một hành động từ thiện mà thiếu trái tim từ thiện thì hành động đó sẽ là danh, sẽ làm cái gì đó chứ không phải là hành động của tình thương. Cho nên nó mất hết ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức và ý nghĩa tâm linh. Trái tim của hành động nó nằm ở cái lòng từ bi, chứ không phải nằm ở cái khối lượng lớn hay nhỏ của bản chất hành động. Và tán dị ý thức trong tình huống này nó làm cho nội dung của sự thực tập từ thiện, hoàn hành bố thí cúng dường, như là nỗ lực giải quyết nỗi khổ niềm đau chung của toàn nhân loại, nó mất hết ý nghĩa của nó. Ở trong lao động, nếu chúng ta để cho tán vị ý thức là xuất hiện nhiều chừng nào thì tai nạn lao động và rủi ro lao động nó sẽ có mặt nhiều và tỷ lệ thuận rất cao. Phần lớn các công ty xí nghiệp lớn của Nhật Bản là do các nhà sư Nhật Bản làm chủ. Các nhà sư đã được thực tập về thiền và các cái phương pháp hành trì khác nhau, trong đó bao gồm luôn cả tịnh độ và tịnh độ chân tâm, đã hướng dẫn cho tất cả những công nhân đó, sau cứ khoảng một phút hay một giờ làm việc thì họ cần phải giải phóng cái ức chế để cho ý thức nó được nghỉ ngơi. Như vậy khi trở lại cái công việc, nó không bị đi tản mát cho này cho nọ, và do đó tránh được một cách tối đa rủi ro lao động và tai nạn. Nếu chúng ta có dịp tiếp xúc hỏi những người bị tai nạn giao thông đó, phần lớn họ trả lời là họ bị thất niệm, tức là tán niệm để cho ý thức nó đi vô lịch chỗ này chỗ kia, không để ý ở trên bằng lái, nó không để ý ở phía trước, nó không để ý xung quanh, mà nó để ý cái chuyện nào đó đang diễn ra như là một ức chế, như là một hưng phấn, vân vân. Và cuối cùng tai nạn diễn ra là một điều khó tránh khỏi rất là. Tập trung cao độ vào một cái gì đó mà thiếu chánh niệm đó, nó có thể dẫn đến tình trạng tán vị ý thức. Vào ở trong thất, trong góc để tu một mình, ý thức nó đang khống chế lại chúng ta, và nó đang muốn thỏa mãn cái thói quen hồi nào giờ của nó là đi du lịch chỗ này, thỏa mãn chỗ kia. Những người làm nghề tài xế đó, là tiếp xúc với thế giới cảnh tướng là nhiều quá, thì ý thức nó đi du lịch du hành nhiều lắm. Mà bây giờ ngồi lại thực tập thiền, hay là ngồi lại niệm Phật, ngồi lại trì chú là cực kỳ khó khăn, vì nó không có mặt của ý nằm ở chỗ đó.
và càng cố ý tập trung nhiều chừng nào trong tình huống này, nó dẫn đến tình trạng là phát triển không thăng bằng, và do đó nó dẫn đến tình trạng bị ức chế ký ức, cho nên người ta có thể bị đãng trí. Đãng trí là do việc tập trung vào một cái gì đó hoặc là tập trung quá nhiều vào các thứ. Ai cũng nhớ nhà bác học Newton không ạ? Ông là một nhà bác học đãng trí. Cái phát minh của ông về vật lý và những hóa của ông nó đóng góp cho cái nền công nghệ hiện đại khá nhiều. Bây giờ vẫn còn nhiều cái còn giá trị, mà dù có một số cái đã được điều chỉnh. Có một lần ông mời một người bạn thân đến nhà để dùng cơm, và người ta biết cái niềm đam mê của ông là thí nghiệm và khám phá. Ông làm một con gà để trên bàn với hai con dao, hai cái nĩa, hai cái chén, hai cái khăn. Người bạn vì tôn trọng Newton cho nên đã không muốn làm phiền khi mà cái cuộc nghiên cứu của ông chưa được kết thúc, mà giờ ăn trưa đã bắt đầu trôi qua. Cho nên anh ta đã lặng lẽ ăn nửa con gà một mình. Sau đó cũng không làm phiền Newton và cáo từ ra về. Khoảng 1:30 trưa thì Newton đi xa, nhìn xuống bàn ăn, thấy chỉ còn có nửa con gà thôi à. Ông ta nói trời ơi, mình ăn nãy giờ mà sao thấy mau đói quá, thôi quầy vô làm việc tiếp. Đó là tán dị ý thức, tập trung vào một cái và cái sự tập trung nó bị ức chế vì ký ức, cho nên nó quên hết và nó do đó nó bị phóng tập ở trong những cái kéo theo sau đó, thì nó vẫn được gọi là tán vị ý thức. Và cái này là đối tượng được trị liệu theo sự thực tập của Phật giáo, dù của bất kỳ pháp môn nào. Ở trong niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ Tông, chúng ta thấy nó có một cái giá trị trị liệu về bệnh giảm xúc ký ức á, làm đâu quên đó, để đâu quên đó, hứa gì quên đó, mặc dù người đó không có cái tình, không có cái tính, không có thói quen hứa lèo hay là hứa càng hứa vừa, nhưng mà vì họ không nhớ, là do vì cái tán vị ý thức của họ nó phát triển nhiều quá, mà có lẽ là suốt cái thời gian qua họ làm việc quá sức, tức là sử dụng cái ý thức nhiều quá rồi, lạm dụng vào nó, cho nên nó dẫn đến tình trạng biểu tình chống đối lại mình, và do đó các dữ liệu nạp vào nó không ghi nhớ được. Ý thức có trong tình huống này cũng kể như là không, quầy giống. Cho nên lúc niệm Phật công cứ đó, chúng ta điếm từ danh hiệu của Đức Phật từ đơn vị số 1 cho đến là số 108, rồi trở lại của số 1, và cứ như thế cho đến 108, nhiều lần như thế, chúng ta làm dấu ở trên mỗi một cánh sen, và đó là một nghệ thuật trị liệu kiếp khá hay. Chỉ có điều đáng tiếc là một số hành giả tịnh độ chúng ta lại làm quen với phương pháp niệm Phật công cứ dưới góc độ là mình tính công, kể phước với Phật. Thưa Phật, ngày hôm nay con đã niệm được 108 sâu, mà mỗi một sâu như vậy là 108 à, nhiều lắm Phật ơi. Cho nên mong Phật gia hộ cho con cái A, cái B, cái C, cái đó có số độc đắc, ví dụ vậy. Mà nguyện cầu tùm lum hết, mỗi lần ra chờ cái sổ số thì toàn là trúng gió không. Do đó nó làm cho ý thức bị tán dị. Thay vì cái phương pháp niệm Phật công cứu như thế, nó làm cho mình nhất tâm bất loạn, trị được những chứng bệnh điên đảo mộng tưởng, thì đằng này đó cái niềm mơ ước nhiều quá nằm ở trong các lời nguyện cầu như thế, làm cho việc niệm Phật nó mất đi ý nghĩa của nó, nó trở thành như là một cái tín ngưỡng, thay vì nó là một pháp môn chuyển hóa tâm thức và trị những cái chứng bệnh liên hệ đến trục trặc của ký ức về ý thức nói chung. Trường hợp thứ tư là mộng trung ý thức, là ý thức nó được diễn ra trong tình huống mà giấc ngủ có mặt. Trung bình mỗi một đêm ngủ trong vòng 6 cho đến 8 tiếng, người ta có thể có từ một giấc mơ cho đến vài trăm giấc mơ. Do những ức chế về ký ức mà con người phần lớn chỉ nhớ được những giấc mơ cuối cùng, và nhất là những cái giấc mơ trước khi bị đánh thức, còn các giấc mơ còn lại bị lãng quên đi, cho nên mình tưởng rằng là mình không có mơ tưởng, cho thực tế nó mơ nhiều lắm.
Trong kinh điển mô tả Đức Phật mỗi ngày chỉ ngủ có 2 giờ đồng hồ thôi, nghĩa là 24 giờ ngày làm việc Phật sự, giảng kinh thuyết pháp cho các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác vào sáng sớm, khuya thì giảng kinh thuyết pháp cho chư thiên, tức là con người ở các hành tinh khác đến. Còn ban ngày thì làm việc Phật sự cho con người và ngủ có 2 giờ, mà tại sao sức khỏe ngài vẫn đảm bảo, mặc dù trước đó ngài đã phải đánh mất cái sức khỏe của ngài bằng cách đã lạm dụng vào khổ hạnh cực đoan 6 năm liên tục, mà tuổi thọ của ngài vẫn đạt được ở 80 năm. Câu trả lời rất đơn giản của Phật ở trong kinh là bởi vì trong giấc ngủ ngài không hề có bất kỳ một giấc mơ nào. Cái khác biệt giữa một người phàm và người thánh nằm ở chỗ này. Mơ là hoạt dụng của toàn bộ cái cấu trúc tâm lý, bao gồm cái kho tàng tâm thức A-lại-da như là một cái kho chứa nhóm tất cả các hạt giống, và mặt na nó rút tỉa, nó xử lý, nó kích hoạt trong giấc mơ để thỏa mãn cái tôi và những quyền ước của nó, và ý thức nó được song hành bằng cách là tưởng tượng, suy nghĩ, vân vân, bằng nhiều cách thức khác nhau. Cho nên mặc dù thân thể được nghỉ ngơi, con mắt được nghỉ ngơi, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi được nghỉ ngơi, nhưng mà ý thức vẫn không tiếp tục nghỉ ngơi, mạt na vẫn tiếp tục hoạt động, và A-lại-da vẫn nằm ở trong trình thế không phải là standby mà vẫn là năng động. Cho nên cái sự thư giãn nó bị thách đố, bị căng thẳng. Thuật ngữ giấc kê vàng nó có từ một cái điển tích, một tràng thư thinh bạch diện đi thi để đổ trạng nguyên. Trước khi đi thi đó, cái niềm mơ ước của anh, của gia đình, cha mẹ, người thân, làng xóm là làm thế nào để trở thành một người hữu dụng cho xã hội. Tất cả những mơ ước đó và những điều khích lệ đó đã làm cho anh ta rất là trân trọng. Nửa đường đến kinh đô mỏi mệt, anh ta đã ghé qua một cái quán ở vệ đường. Qua đó chỉ có một bà lão. Anh ta nằm mơ ngủ với một cái giấc rất là ngon. Trong giấc mơ anh ta đã được thỏa mãn những nguyện ước của mình. Anh nằm mơ thấy thứ nhất là anh đổ trạng nguyên. Rồi do vì đẹp trai, trên thực tế thì anh chẳng đẹp trai chút nào, nhưng mà anh nghĩ rằng anh đẹp trai. Vua đã chọn anh làm phò mã, gả công chúa, và công chúa là đẹp tuyệt vời. Chẳng mấy chốc, cuộc binh biến đã diễn ra, anh ta đã trở thành là cái người sông trận, là một tướng giỏi lãnh đạo, bài mưu lập kế, phát tạo kế hoạch, chiến lược, chiến thuật, và cuối cùng mang lại khải hoàn về cho quốc gia và dân tộc. Niềm hạnh phúc đó được hàng ngàn cái tràng vỗ tay hoan hô, đi tới đâu là tung hô vạn tuế đến đó. Và hạnh phúc đang lăn như vậy, bà lão khiều khiều cái lỗ mũi, anh ta không đánh thức, lấy cái lông gà khuấy vào cái lỗ tai, anh ta mở con mắt liếc hai ba cái rồi mà vẫn còn say ke. Và thức dậy thì thấy là cái nồi canh gà vẫn chưa có chín, chuẩn bị chín rồi. Thế giới của giấc mơ là một cái thế giới rất là phức cảm tâm lý. Từ những gì mà chúng ta chưa thỏa mãn được hoặc là bị ức chế dưới bất kỳ một cái tình huống nào thì nó sẽ tìm cách thỏa mãn nó trong giấc mơ. Và cái anh thủ phạm, anh tác giả trong tình huống này không ai khác hơn là mặt na. Nó tự dựng tình huống đó lên để thỏa mãn. Còn ý thức đó, trong tình huống đó chỉ ăn ké thôi, bằng cách là nó dựng trận rồi nó tạo tình tiết để giải quyết những cái tình tiết đó theo ý muốn của nó và phối hợp với lại ý muốn của mặt na chấp trước. Ai sống với nhiều giấc mộng trong giấc ngủ đó thì dầu cho ngủ một ngày có 8-10 tiếng dậy và không tỉnh, mà nhất là giấc mộng nó diễn ra vào buổi chiều đó. Ngủ quá giờ chiều, cái nắng chiều với cái khí hậu chiều tác động như vậy đó, giấc mơ làm cho người đó bần thần khó chịu, tim đập phình phịch, ngạt thở ngột ngạt,
căng mà nó nhức ở cái vùng đầu. Cho nên ông bà cha mẹ chúng ta thường dạy là đừng có ngủ xế chiều đó, vì nó không có lợi về những y học, và nó tạo ra rất nhiều cái ác mộng. Cái tính của giấc mơ đó, nó thích ứng với cái môi trường mà cái sự ngủ được diễn ra. Nếu trong môi trường đó là một cái niệm rất hấp dẫn, thế người Việt Nam mà chắc nó cỡ chất lượng niệm kim đan, ở Hoa Kỳ biết loại niệm gì, nằm vô cảm thấy nó êm ái nhẹ nhàng thư thái dữ lắm, thì giấc mơ nó diễn ra theo cái chiều hướng thuận lợi đó, toàn là mơ đẹp, mộng đẹp, sự kiện đẹp, ấn tượng. Và khi thức dậy là tiếc nuối vô cùng vì những cái đẹp đó không có, vì nó chỉ có ở trong lúc ngủ thôi, còn thực tế là cả một tiến trình đó là. Cho nên bản chất của ước mơ đó, một mặt nó thỏa mãn bằng cái hoạt dụng của mặt na, nhưng mặt khác nó tạo thành cái ức chế, và khi thức dậy mình không đối diện và không sống được với những cái đó. Còn ở trong phòng đó bị nóng nực, ngủ trên mặt đất, ngủ trên ván, ngủ trên chiếu, thì giấc mơ diễn ra nó có thể bị ảnh hưởng theo cái nhiệt độ trong phòng, nó làm cho mình thấy bị người khác rượt, lấy búa, lấy dao đâm chập, đánh, vân vân. Hai cái đó nó có cùng tính chất với nhau. Trên bản chất giấc mơ là điều là những cái không tốt cho tâm thức, và do vậy mộng trung ý thức đó, nó để lại nhiều dấu ấn tiêu cực cho tâm thức chúng ta. Tình huống thứ hai là tình huống báo mộng, tức là có những cái hiện tượng và sự kiện nó diễn ra ở trong giấc mơ của chúng ta, không phải do chúng ta chủ động, mà do người thân, và ở đây không ai khác hơn chính là các hương linh ở trong thân bằng quyến thuộc của mình báo mộng cho mình biết rằng họ đang hiện hữu, họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngày hôm qua có một Phật tử sau khi nghe giảng có kể với tôi một câu chuyện. Là bà đã có một giấc mơ, và giấc mơ đó nó ứng với những cái tình huống thật ở trong cuộc đời. Trong giấc mơ bà nhìn thấy là người ba ruột mất cách đây vài mươi năm tại Việt Nam đánh thức bà trong giấc mộng và nói rằng là ông nội, bà nội đó rất là cô đơn vì không có ai lo cúng kiến. Cho nên ba muốn dẫn ông nội, bà nội qua đây để cho các con cúng kiến. Vì ở quê hương Việt Nam, những người còn lại đã không có được cái lòng hiếu kính này. Thức dậy với một cái ấn tượng cha báo mộng, và yêu cầu đó những người con báo hiếu không chỉ cho cha mà còn cho luôn cả ông bà. Cô ta nửa tin và nửa ngờ, gọi điện thoại về hỏi thăm người anh ruột, thì người anh ruột nói nào giờ có cúng dỗ đâu. Người ruột nói là khi mà ông nội bà nội mất đó thì ông bà sống chung với chú Sáu, cho nên cô đã gọi điện thoại cho chú Sáu hỏi rằng là trong những năm qua kể từ khi ông nội bà nội chết, trước đó là người cha chết trước, thì đã từng có những dự cúng quả như vậy chưa. Thì chú Sáu này đã trả lời là chưa hề có, vì ông cưới một người vợ là Tin Lành, cho nên ông đã đổi đạo sau đó và không tin có kiếp sau có cõi âm, và chưa từng cúng quả cho người thân ở đây là cha mẹ ông bà của mình. Thì trong tình huống này chúng ta biết nó không phải là giấc mơ nữa, mà nó là được báo mộng. Nó ứng với những cái điều mô tả trong kinh Địa Tạng. Chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu để xác định sự khác biệt giữa nằm mộng và báo mộng là ở chỗ đó. Nằm mộng là để giải quyết những cái ức chế về cảm xúc của chúng ta ở trong cuộc sống, và nó hoàn toàn không có dữ liệu thật và nó không hề diễn ra sự thật. Trong cái đó báo mộng là một tình huống bị động, chúng ta được đưa đến một cái nhận thức rằng là người thân của chúng ta đang còn quanh quẩn và đang cần đến sự hỗ trợ về tâm linh từ chúng ta, vì họ thấy rằng chúng ta là một chiếc phao. Còn nếu không có chiếc phao đó, họ có thể vẩn vơ rời đây mai đó với những phương trời vô định, khổ đau cung cực. Và khi đối chiếu lại với sự thật đó, thì nó là một thực tại, có nghĩa là trong tình huống này người thân của người nằm bị báo mộng
hoàn toàn không hề cúng kiến. Từ đó chúng ta biết là người cha và ông nội bà nội trong tình huống đó chưa được siêu với một cái lý do nào đó, có thể thương con cháu, có thể là tiếc nuối gia đình, có thể là có những cái dự án trường kế hoạch nào chưa được thực hiện đó, cho nên nỗi tiếc nuối này nó vẫn bám víu vào, hoặc là không có niềm tin về kiếp sau, khi chết nó bám vào cái chỗ chết, bám vào ngôi nhà, bám vào gia tài, sự nghiệp, vân vân. Là những người Phật tử khi tiếp xúc với những cái tình huống báo mộng như thế đó, chúng ta không nên sợ hãi và cũng không nên vội đánh giá, mà phải xác nghiệm lại xem nó có đúng những dữ liệu của sự thực. Mà nếu đúng, chúng ta cần phải tổ chức các lễ kỳ siêu. Tâm thức của con người có khuynh hướng bám víu cái chỗ mà cái chết diễn ra, vì họ không muốn thừa nhận đó là một sự thật, cho nên họ lẩn quẩn ở chỗ đó để tìm một sự sống, mặc dù đây chỉ là một sự sống ảo giác. Và do đó kéo dài sự ảo giác này chừng nào thì cái tính tuổi thọ của kiếp ngạ quỷ nó gia tăng và tỷ lệ thuận chừng đó. Cho nên cầu siêu ở chỗ đó thì tâm thức của linh dễ dàng có mặt và lắng nghe được những hỗ trợ tâm linh của nhà tâm linh thông qua một lễ thức cầu siêu hay là một trai đàn chẳng tế. Trong tình huống chúng ta không thể làm được việc này, vì chúng ta không còn bất kỳ một người thân nào ở Việt Nam để hỗ trợ, để giúp chúng ta làm, chúng ta có thể tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc là ở bất kỳ một quốc gia nào, vì tâm thức của hương linh không bị giới hạn bởi giãn cách vật lý. Người nào được hương linh thương nhất ở trong nhà sẽ có một cái năng lực hỗ trợ cho hương linh nhiều nhất, và người đó sẽ là đối tượng được báo mạng. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái tâm lý của hương linh, sự chấp trước và nỗi lo lắng hay trách nhiệm mà hương linh chưa được buông đó, báo trước cho các nhà tâm linh Phật giáo trước khi chúng ta làm lễ cầu siêu. Có nghĩa là phải dành ra một thời gian nhất định tới để báo cho thầy chùa trì ở nơi đó biết rằng là cha của tôi, mẹ của tôi, anh của tôi, em của tôi, vân vân, hướng vào những cái cảm xúc như thế này, thì nhà cầu siêu đó mới nắm rõ hết những cái tình huống, và trong lúc làm lễ cầu siêu đó mới hướng về cái tình huống đó và lý luận như thế nào để cho hương linh này được an tâm rằng là mọi thứ nó sẽ diễn ra tốt, cho nên họ mới giải phóng được cái nỗi lo, từ đó họ mới ra đi được. Còn nếu chúng ta chỉ thỉnh mời một cách đơn thuần tới rồi ông thầy ông tới ông tụng hết giờ ông về, không có giá trị gì hết. Thay vì chúng ta đãi đằng cúng kiến bà con ăn ăn uống, thì hãy dành thời gian để mời các vị tu sĩ Phật giáo đến để giảng kinh thuyết pháp. Vì giảng kinh thuyết pháp như vậy là cả kẻ còn lẫn người mất đều được nghe. Mà ngày xưa chúng ta có cái phong tục là thuyết minh sanh, tức là nói rõ về sự sống, nói về sanh tử luân hồi, và trong tình huống nỗi khổ niềm đau thì người ta dễ dàng lắng nghe và tiêu hóa đó. Chỉ cần làm lễ cầu siêu một hai lần trong tình huống như vừa nêu thôi thì hương linh đó sẽ được thỏa mãn và ra đi, còn bằng không họ sẽ bị vướng và bám theo cái tình huống đó hoài. Một tình huống thứ ba của mộng trung ý thức đó, là chúng ta đang ghi một người nào đó trong tâm, hình ảnh của một người được ghiềm đó đó, tạm gọi là người trong mộng, mặc dù chúng ta đang thức, đang sinh hoạt hàng ngày như thế này, chúng ta không buông được. Chẳng hạn như một lời thầy đọc, nó làm cho người đó bám víu hoài. Hoặc là một cái căng thẳng trong mối quan hệ nào đó mà sự hận thù nó trở thành như là một nỗi ám ảnh, người ta cũng không buông được. Hay là một cái cơn nghiện gì đó, nó cũng làm cho người ta đang sống ở trong cơn mộng thôi. Thì cái mộng trung ý thức trong tình huống đó, nó cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt. Vì kéo dài tình huống đó nhiều chừng nào thì người đó trở thành nạn nhân của khổ đau. Cho đây về hôm chúng tôi có trích dẫn cái câu của Hàm Mặc Tử: làm sao giết được người trong mộng. Chúng tôi chỉ mới nói đến một cái phương diện của tâm ý, của ý thức đó, nó ảnh hưởng đến cái hành động của con người. Và khi một cái hành động của ý thức được khởi lên, dầu cái việc giết không có, nhưng hành động giết đó vẫn được thiết lập.
Lưu từ đây chúng tôi lại mở thêm một đơn khác để nói về cái hoạt động của mộng trung ý thức trong tình huống này. Giết người trong mộng nó an toàn hơn, không bị luật pháp trừng trị, không bị gì hết. Và do đó cái hận thù đó nó khó bỏ, cái ức chế đó nó khó giải phóng, vì nó được núp bao bọc bởi rất nhiều thành trì của cái phong tục tập quán, rồi cái tính cách tư cách và sự ngoại giao của con người. Có nhiều người ta ghét cay, ghét đắng, ta thu mình cái giống, nhưng mà trước mặt mình ta vẫn cười hello how are you với một nụ cười rất tươi, nhưng mà trong tôi là dao găm, tôi là lưỡi lao, tôi là kéo, tôi là búa, vì người đó quan niệm cái người này là người gọi là trong mộng. Mà họ thường đặt cái gọi làm sao, tức là tìm cái cách thỏa mãn cái nỗi đau đớn mà người đó có thể bị vướng phải mà không giải quyết được. Chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ rằng là cái cuộc chiến giữa nước Ngô và nước Việt đó, đã làm cho nước Việt bị mất nước. Ngô Phù Sai thỏa mãn ở trên chiến thắng và tước đoạt Tây Thi từ tướng Phạm Lãi của nước Việt. Diệt Dương Câu Tiễn là một vị vua có lòng yêu nước, cho nên đã nuôi hận và nuôi quân suốt 10 năm trong thầm lặng. Ông ta đã bày mưu lập kế như thế này, là buộc người vợ của mình, chúng ta cũng treo một cái túi mật đắng ở trước mặt, ở trước cái cửa, khi đi ra khỏi cái cửa phải liếm vào cái mật đắng đó, cho cái vị nó làm cho người này không thể nào quên được hận thù và ngủ không bao giờ ngủ ở trên cái giường im ấm, mà ngủ trên cái giường mà nằm lên nó đau nhất, để cho chúng ta phải hận và nghĩ thế này cho đến lúc nào cái cuộc khởi nghĩa chưa được thành công, thì lúc đó ông chưa được quyền thỏa mãn cái hạnh phúc riêng tư của mình, mà phải nghĩ đến cái nỗi đau của cả một dân tộc. Hoạt động của mộng trung ý thức trong tình huống này lớn lắm, ghê gớm lắm, nó tạo thành một sức mạnh bạo động. Rất may ông là một người khôn ngoan, chứ nếu ông là Bin Laden chắc có lẽ là ông làm nổ nhiều cái tòa nhà, như là hai tòa nhà thương mại vào ngày 11 tháng 9 2001. Ông ôm cái hận đó, ăn cơm thì ăn cơm sống, nhai cần sức ăn vào là sinh bụng, để ông không thể nào quên được. Hận thù đã làm cho cái mộng trung ý thức nó trương sình, giãn nở, bành trướng, và nó kích hoạt theo nhiều cách khác nhau. Và cũng nhờ biết sử dụng cái mộng trung ý thức trong tình huống này mà ông đã có ngày khai hoàng. Ngô Phù Sai hoàn toàn chủ quan và mất sự để ý. Những cuộc chiến tranh tâm lý đấu trí với nhau toàn là mộng trung ý thức không? Chúng ta nhớ Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, căm thù giặc và bóp cái cam nát giống như là cái máy xoay cam ở hiện nay mà chúng ta có, bóp nát ở trong, nhà bên ngoài vẫn tỉnh bơ, sống trong cái ý thức ở trong bên trong đầu nó không thể hiện ra bên ngoài. Còn Chương Trắc dặn Chương Nhị khi đối thoại với bên giặc phương Bắc, chúng ta chỉ nhắc một câu thôi: hãy bắn, nếu không bắn thần, nếu đã bắn thì phải trút, để cho Chương Nhị phải giải vờ bắn trả. Tô Định cảm thấy là khinh thường cái năng lực của những người phụ nữ lãnh đạo của Việt Nam, cho nên đã khinh thường toàn bộ đội quân còn lại, cuối cùng bị thua trận. Mộng trung ý thức trong tình huống đó là một sự trả thù, một sự trả thù khôn ngoan, để không cho ai biết được cái ý tưởng, ý định của mình sẽ làm là cái gì. Cái khuyên hướng mộng trung ý thức đó được các gián điệp thực hiện khá tốt. Hoạt động gián điệp là hoạt động của mộng trung ý thức. Còn những người nào mà ruột để ngoài da đó là tán vị ý thức, nó để đủ kiểu. Cái tâm khi để cái miệng có gì nói nó quạch rạc ra hết, có khi là để lỗ tai ai nói gì cũng nghe hết, có khi nó để ở cái thân đi đâu cũng thoải mái, ngồi nhiều khi ngồi không muốn đứng dậy, ngồi lê cà lăn la chỗ này chỗ nọ.
là bởi vì họ họ đang sống ở trong cái tình huống và nó đối lập với là cái mộng trong ý thức. Mộng trong ý thức trong tình huống này đó, các nhà chính trị khai thác nó một cách rất là triệt để. Cái độc hại của nó làm cho hành động được nâng cao mức độ năng lực lớn hơn, mà bên ngoài nó thể hiện bằng một cái hình thức đối lập để cho không ai ngờ đến hết. Tình huống xuất hiện thứ năm của ý thức là loạn trung ý thức, tức là ý thức trong cái cơn điên loạn, mê mẩn, mát, điên, cẩn, cõn, nhiều cái cấp độ khác nhau. Tháng 4 năm 2007 vừa qua, chúng tôi đi tham quan cái trung tâm bảo trợ xã hội lao động ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại đây có khoảng 170 mấy vị bị tâm thần, tâm thần ở mức độ nhẹ. Khi đem những cái phần quà của Đàn Na Tính Thí đến cho họ đó, chúng tôi có tiếp xúc với một cô thiếu nữ khá xinh. Cô ta gặp chúng tôi nhắn gửi một câu liền: thầy ơi, nhớ giúp em nha, nhớ bảo lãnh em về và giới thiệu cho em một anh Mỹ da trắng, em thích Mỹ da trắng lắm, sống với Mỹ da trắng hạnh phúc lắm. Rồi cầm cái gói quà xong, cô ta đi quát tay: cảm ơn thầy nha, nhớ nha, nhớ đừng hứa lèo. Cái đó nói là điều gì? Trong một ý thức bị điên loạn đó, thì cái ấn tượng khổ đau nhất cuối cùng trước sự điên loạn được diễn ra, nó trở thành là một cái nỗi khủng hoảng và ức chế, nó khống chế toàn bộ cái cấu trúc tâm thức và vận hành tâm thức của người đó. Cho nên người này chỉ còn nhớ cái sự kiện của tình yêu, và có lẽ cô ta đã bị điên loạn về tình. Và nguyên nhân của sự điên loạn này không gì khác hơn là có một anh chàng bảnh bao người Việt Nam nào đó đã hứa lèo hứa cụi, cho nên tin theo lời hứa lèo hứa cụi đó, chị ta bị leo cây và té cây thật là đau. Nhìn lại thì thấy rằng anh ta đi đến với một người khác và mình chỉ là một nạn nhân. Không tin điều đó là một sự thật, hẳn điều đó vì nó là một sự thật, muốn trả thù điều đó vì điều đó không làm được, cô ta đã trở thành điên loạn. Và trong thâm tâm cô ta đã mơ tưởng rằng có lẽ với cái dữ liệu ở trong đầu rằng người Mỹ trong thời gian chiến tranh Việt Nam rất tử tế, rất đàng hoàng, thương phụ nữ Việt Nam rồi thì bảo bọc. Cô ta nhớ những cái dữ liệu đó không biết đúng hay sai, nhưng mà cô ta tin rằng nó là sự thật. Cho nên nó thể hiện ra một cái ước mơ, mặc dù cô ta bị mang, nhưng mà ước mơ đó là một ước rất là chân thật. Những ước mơ mà cô ta chưa từng được ở trong cuộc đời và có thể vẫn không bao giờ được ở trong tương lai. Thầy ơi, nhớ giới thiệu cho em một anh Mỹ trắng. Cái ấn tượng khổ đau trong cuộc tình làm cho người ta khó quên lắm. Trong những tình huống cái sự điên loạn phát xuất từ một cái biến cố xã hội hay gia đình, bao gồm là điên tình, điên vì thất nghiệp, điên vì gia tài bị tổn thất, điên vì không tin những cái gì đó mà họ nghĩ rằng nó không phải là sự thật mà cuối cùng nó là sự thật. Cái chế tâm lý đó nó được diễn ra lớn đến độ nó làm nổ tung cái tâm thức của người đó ra, và người đó bị tổn thất các hoạt dụng của não trạng và họ không còn trở thành một người bình thường. Đến với các bệnh nhân như vậy, chúng ta vẫn còn có một niềm hy vọng rằng họ có cơ hội phục hồi. Loại bị điên bẩm sinh đó thì lại khó phục hồi vì cái chức năng sinh học và cái cơ chế thần kinh cảm giác, cảm xúc, tri giác đó, nó đã bị hư, hoạt động không có bình thường. Cho nên họ có thể kết thúc suốt 40 năm có mặt trên cuộc đời, sau đó tái sanh với một cái thân phận khác đó, thì cái nghiệp đó được giải phóng, lúc đó họ có thể trở thành một người bình thường. Nhưng vẫn còn đó những cái hình ảnh của thái độ và tâm lý điên. Nên thỉnh thoảng chúng ta tiếp xúc với những người rất đàng hoàng, rất đẹp, rất đứng đắn vậy đó,
lâu lâu chúng ta thấy người đó hơi tỉnh tỉnh, không được bình thường lắm, nhưng mà không không bao giờ làm ai khổ ai, họ rất là biết mình. Thì việc đưa Phật pháp vào những trung tâm như thế này vẫn có tác dụng, không chỉ đơn thuần là gieo hạt giống tình thương từ bi, mà còn có thể giúp cho họ hồi phục được. Việc không còn niềm tin vào một cái người mà người đó mang lại cái khổ dẫn đến điên tình, đã làm cho người đó sống ở trong tình huống này lâu dài. Khi tiếp xúc với những người đàng hoàng đứng đắn đó, với những hình ảnh đó, nó tái tạo ở trong tâm thức a la gia của họ một hình ảnh của một người tốt hơn con người, làm cho họ bị điên. Và nhờ cái đó nó kháng cự đối lập lại với cái hạt giống dẫn đến cái cơn điên này. Nếu diễn ra một mức độ khá ấn tượng thì đó có thể phục hoặc là cái chức năng bị bệnh tâm thần của mình. Do đó đến đây chúng ta phải dành thời gian ngồi tâm sự, chia sẻ, nói chuyện, giải bày cho họ nghe và tới nhiều lần, thì từ từ chúng ta có thể hỗ trợ cho họ hồi phục lại. Những tình trạng bị điên loạn như thế thì ý thức nó không còn làm chủ được nữa. Cái ấn tượng gì lớn nhất nó sẽ trở ra, nó trở thành là nỗi ám ảnh. Và trị liệu cái nỗi ám ảnh đó, chúng ta có thể cứu giúp một người điên loạn trở thành một người bình thường. Về phương diện tác tạo nghiệp đó, thì trong luật tạng Phật giáo, Đức Phật quy định rất rõ là một người bị điên đó, khi có làm những hành động xấu đó, thì họ vẫn không bị truy cứu về luật pháp. Xã hội ngày nay đã làm như thế, 26 thế kỷ trước Đức Phật đã dạy như vậy. Một trong 7 phương pháp để giải quyết các sự tranh chấp trong đời sống sinh hoạt cộng đồng đó, Đức Phật có một cái giải pháp, đó là thừa nhận người đó không còn điên loạn nữa. Sau khi người đó được giải phóng khỏi cái cơ chế bị xem là điên loạn, thì những hành động xấu sai lợi dụng vào sự điên loạn này sẽ bị trừng phạt thích đáng. Do đó hệ thống giới luật của nhà Phật được xem là đầu tiên ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, với hình thức là các bản văn. Hay lắm. Chúng tôi được biết do một người Phật tử kể lại, tại San Jose này có một gia đình mà người mẹ rất là thuần thành. Đứa con có một cái chứng bệnh hơi tâm thần nhẹ, ảnh hưởng đến cái âm thanh lỗ tai, cái nhị thức bị điên loạn, và làm cho ý thức ở trong tình huống này song hành với cái nhĩ căn bị điên loạn đó, ứng xử một cách không còn bình thường. Cậu ta rất sợ nghe điện thoại và yêu cầu người mẹ của mình là đừng bao giờ nghe điện thoại. Tại vì mỗi khi nghe điện thoại như vậy đó, cậu ta đã khởi lên một ý niệm sợ hãi trong lòng rằng có một kẻ khủng bố giết người nào đó đang rình nghe lén cái điện thoại để truy ra được cái chỗ cư trú của cậu ta, và do đó có thể ám sát, hãm hại, giết chóc, thanh toán. Nỗi sợ hãi đó đã làm cho cậu ta rất căm thù điện thoại. Người mẹ có nhiều Phật sự cần phải làm, việc giao lưu tiếp xúc cần phải được thực hiện thông qua điện thoại. Cậu ta yêu cầu nếu mẹ thương con, mẹ đừng nghe điện thoại. Nhưng bữa đó mẹ vẫn nghe điện thoại vì không nghĩ đó là một chuyện trường hợp căng thẳng. Và khi điện thoại đã được nhắc lên, cậu này bị khủng hoảng lên và đã có những cái hành động la lối lớn tiếng vân vân, làm cho bà sợ quá, bà phải rút vào trong cái phòng. Và cái sự sân si mê mờ của cậu ta ngày càng gia tăng, bởi vì cái ảnh hưởng của loạn trung ý thức nó làm cho cái hoạt dụng của cái dĩ căn bị sai lầm trong tình huống này ngày càng căng mẳng hơn. Cho nên bà đã gọi cảnh sát. Cảnh sát tới thì thấy cậu con trai này đang để tay trong túi mà giờ trong đó chẳng có vũ khí gì hết. Và cảnh sát đã yêu cầu theo luật ở đây hãy bỏ các vũ khí xuống, đưa tay ra, nếu mà không tôi sẽ bắn. Cậu ta phát đố, cứ bắn thì bắn đi. Cậu ta đi tới phía trước và cuối cùng cảnh sát đã bắn. Rất may mắn là không trúng vào những cái chỗ có thể dẫn đến cái chết. Cậu ta được đưa vào trong nhà thương với rất nhiều nỗi đau và sự căm thù người mẹ. Phải nhờ quý hòa thượng tới thăm, lý giải, phân tích thì cái nỗi hận thù đó mới được giải phóng. Và cũng nhờ đó cái cuộc tiếp xúc với các vị tu sĩ là đây đã làm cho cậu chữa được phần nào cái chứng bệnh của loạn trong ý thức này, của ý thức bị trục trặc.
không giải phóng các ức chế và hưng phấn ở trong đời sống của dòng cảm xúc đó, thì cái loạn trung ý thức có thể xuất hiện và nó đeo đuổi chúng ta một cách rất là có dụng ý. Một trong những cái phương pháp thực tập để vượt qua được cái chứng bệnh này đó, đó là chúng ta nghĩ rằng là mọi thứ trong đời này là vô thường, thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, hay là những nỗi khổ đau đớn nhất mà do chính người thân của mình tạo ra, mình cũng xem đó là chuyện rất là vô thường. Cho nên cái hận thù nó không có đặt để cho đó, kiểm chế cảm xúc trong tình huống này không được diễn ra. Cho nên chúng ta thoát được cái cơ hội bị rơi vào trạng thái loạn trung ý thức này. Cái thứ hai là quán vô ngã, tức là mình không phải là nạn nhân để chấp nhận những cảm xúc khổ đau do bất kỳ một người nào tạo nên mình. Mặc dù mình biết rằng là họ có chủ mưu, họ có dụng ý, họ cố tình ấy, nhưng mình vẫn quán chiếu rằng mình không phải là nạn nhân, tức là vô thọ giả, tức là mình không phải là người cảm nhận nó. Thì nỗi đau đó dù có lớn cỡ nào đi nữa, nó cũng trở thành nho nhỏ nhẹ nhẹ thôi, nó không ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và ý thức của chúng ta. Và do đó chúng ta thoát khỏi cái nỗi ám ảnh bị mát điên khùng căng thẳng. Để thực tập như thế, nó có một cái loại hình thứ sáu là định trung ý thức, tức là ý thức sống ở trong định, trong thiền, trong hoan hỷ, trong thư giãn, trong từ bi, trong hỷ xả, vân vân. Và nó giải quyết hết tất cả những cái hoạt động của ý thức ngũ câu, ý thức độc đầu, ý thức tán vị, mộng trung ý thức, loạn trung ý thức, vân vân. Cái này nó cần đến một cái buổi khác. Bài kệ thứ 16 ở trong Duy Thức Học á, có đề cập đến cái phạm vi và tính thời gian tồn tại của ý thức. Ý thức nó có cái tính cách là thẩm mà không hằng, tức lúc nào nó cũng suy nghĩ, tính toán bằng trí năng, nhưng mà nó không thường xuyên như là Alaya hoặc là như là mặt nạ. Và cũng may mắn nhờ ý thức nó không có tính cách thường xuyên liên tục như thế, mà sự thư giãn về não trạng mới được thực hiện. Chứ là thư giãn là thư giãn ý thức mà. Và nhờ ý thức được thư giãn thì anh Mạc Na cố tình bám víu, khống chế, chi phối nó theo một cái hướng tiêu cực không được thực hiện. Ở trong bài kệ đó đã đề cập đến khi mà hành giả sống ở trên cõi trời vô tưởng thì không còn tri giác nữa, hoặc là đang nhập vào cái loại thiền định là vô tưởng tam muội, là vô hiệu hóa cái phần tri giác của con người, ý niệm hóa trên cơ sở tri giác nó không có, và suốt thời gian không có tri giác như vậy đó, thì con người buông thư hết tất cả các dây thần kinh, nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Trường hợp thứ hai là nhập vào loại định không thọ và tưởng, đây gọi là vô định và vô tâm nhị định. Không còn cảm giác đó, thì cái ý niệm về cảm xúc hạnh phúc, khổ đau hay trung tính nó không có xuất hiện, và do đó sự căng thẳng ức chế của cảm xúc không có mặt. Thì trong lúc đó là ý thức hoàn toàn vắng bóng. Nhờ nó vắng bóng cho nên mới giúp cho hành giả đạt được cái trạng thái loại thiền định này. Ở trong các loại yoga của Ấn Độ đó, có một cái loại yoga tên là quán tử thi, là bắt chước từ cái phương pháp và thực tập thiền vô diệt họ tưởng định ấy. Người thực tập á, nằm duỗi ở trên mặt đất và quán sát cái thân thể đang sống của mình là một cái thây chết à. Quán như vậy thì mình không còn sợ chết nữa. Bản chất của thây chết là cái gì? Không có hoạt động của trí não và các giác quan. Và khi mình nghĩ rằng là mình như là một thây chết thì mình phải nhắm mắt lại, thấy một cái vùng tối thẳm không còn cái gì hết á, lỗ tai mình không còn nghe, không còn lỗ mũi không còn ngửi, lưỡi không còn nếm, không còn xúc chạm, mặc dù thân đang nằm trên đất. Thì quán là một cái tử thi về trong vòng 15 phút thôi, thức dậy nó tỉnh táo vô cùng, vì trong suốt 15 phút đó ý niệm, tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức nó không hoạt động, hoặc là nó tạm hoạt động trong trạng thái là standby thôi. Nó giúp cho mình nhẹ nhàng, sâu lắng vô cùng. Nó là một phần của diệt thọ tưởng định.
Và như Phật tử định trong cái khả năng mà người phàm kẻ tục ai muốn đều có thể thực hiện được. Tình huống thứ ba đó là ngủ sai, là ngủ không có giấc mơ như tình huống của Đức Phật, cho nên trong một giấc ngủ chỉ có 2 tiếng 3 tiếng thôi vẫn có thể tái tạo được nguồn năng lượng do ý thức sử dụng quá nhiều trong lúc chúng ta còn sống. Ai hoạt động mà sử dụng ý thức nhiều quá đó, người đó giảm tuổi thọ. Do đó phải giải phóng cái sự căng thẳng của ý thức bằng cách là tạo một giấc ngủ không có mơ. Tình huống cuối cùng là bị bất tỉnh do té, do tai nạn, do bị va chạm vào cái vùng não và ý thức nó tạm lắng hoạt động hoàn toàn. Giả sử cái chết diễn ra trong tình huống này thì đừng có buồn, điều là điều đáng mừng, vì lúc đó thì cái ý thức mình đang rơi vào trạng thái trung tính hoàn toàn, cho nên cái năng lực của nghiệp nào trong quá khứ nó trở thành một trọng tâm. Nếu là hành giả tịnh độ thì cái năng lực của nghiệp niệm Phật nè, hồi hướng phước báo nè, tu dạng hạnh công đức nè, rồi muốn phát sanh, muốn tái sanh về Tây Phương Cực Lạc, nó sẽ là một cái dẫn nghiệp đưa đẩy chúng ta về cái cảnh giới chúng ta muốn. Có nhiều người ngủ một giấc tới sáng là trở thành người thiên cổ, thân nhân quyến thuộc khóc lóc, trời ơi tôi không ngờ như thế, mẹ tôi mới ngủ đi tới sáng chết luôn, mừng với sao sao buồn. Ngủ như vậy là một cái giấc ngủ an lạc, nó không bị những ức chế về thần kinh, về cảm xúc, về nhận thức. Do đó sự tái sanh là một cảnh giới tốt, vì chúng ta biết rằng là ai cũng phải một lần trải qua cái chết như thế, trải qua sớm hay là muộn thôi. Vấn đề quan trọng là trước khi chúng ta chết, cái ý niệm gì nó trỗi dậy trong đầu mình, mà đi trong một trạng thái nhẹ nhàng sâu lắng như thế thì cảm thấy an tâm, đừng có buồn. Kết quả cuối cùng của việc chuyển hóa tâm thức đối với ý thức đó, trong tình huống này là biến ý thức từ một cái tính năng phân biệt diệt nguyên trở thành một ý thức mang tên là diệu quan sát trí, tức là cái trí quan sát một cách mầu nhiệm không bị dính mắc, vì nó đạt được cái trình độ của vô niệm. Ở trong các kinh tạng Pali, cái hình ảnh của vô niệm được mô tả như là bầu trời không để lại một cái vết bẩn gì, dù cho chúng ta có mang bơm chứa trong máy bay bay trên không trung rồi phóng những cái bơm hóa học quá chất với những cái màu dơ, với những cái chất dơ ra trên không gian rồi nó cũng tan mất hết, nó không để lại một cái hình ảnh gì. Cái đó là cái tâm ý thức đó, nó đã được chuyển hóa thành diệu quan sát trí rồi. Chất liệu buông xả nó được thực hiện và con chiếc của sự buông xả nó đã có mặt, nên ý thức có thể hoạt động một cách rất là năng động ở bầu việc với sự nỗ lực, với phương pháp luận, với mục đích tốt, với dụng ý tốt. Và sau khi làm xong rồi không còn lưu luyến và giữ là bất cứ cái gì, dầu đó là một cái ý thức về cái nhân quả ở đời sau cũng không bận tâm, thì hoạt động đó được gọi là diệu quan sát trí. Nó giống như một tấm gương thật là trong sáng, các ấn tượng được ghi nhận một cách rất là rõ ràng. Sáng sớm của một ngày đó, khi thức dậy quan sát mọi thứ, chúng ta cảm thấy tâm mình nó lắng dịu nhẹ nhàng, mọi thứ giải quyết vấn đề vào buổi sáng về rất là thông minh, cái kết quả của việc giải quyết đó rất là cao. Còn đến chiều tối sau khi làm việc rồi mà phải đi giải quyết những cái công nợ, những vấn đề thì dễ phiền não lắm, vì ý thức nó bị mỏi mệt đưa đẳng quá, và sự quan sát của nó không còn là trí tuệ nữa, và làm gì nó có được cái tính cách nhiệm màu như là một kết quả cần phải có. Cho nên buông xả là một điều kiện tiên quyết để giúp cho ý thức trong tình trạng hoạt động mà có được tính cách quan sát nhiệm màu. Chúng ta kết thúc cái phần tìm hiểu về bản chất của ý thức tại đây. Đây cũng là buổi cuối cùng, thì chúng tôi sẽ cố gắng trong ngày mai sẽ chép ra cái đĩa MP3 cho 19 bài pháp thoại được trình bày từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày hôm nay. Và
cái ngày trở về lại San Jose đó là vào ngày 14 tháng 8. Thì hy vọng đến lúc đó thì sẽ có khoảng thêm 18 bài nữa. Chúng tôi sẽ chép ra thành một cuốn đĩa thứ hai, sẽ gửi tặng đến quý vị. Thì có thể nhờ cô Từ Bi Quyện, cô Trúc Hảo và cô An Hạnh sẽ chép ra những đĩa này, nếu ai thấy cần tham khảo đó thì có thể liên lạc với ba vị vừa nêu. Thì thời gian nó cũng đã hơi nhiều, chúng ta kết thúc. Kính cảm ơn sư cô trụ trì chùa Đức Viêm đã tạo một cơ hội cho các cái buổi học về duy thức học này được diễn ra đối với các hành giả theo Tịnh Độ Tông tại ngôi chùa này. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những vị thiện hữu tri thức đã đến đây để chia sẻ một cái môn học rất là khó nhưng mà cũng rất là quan trọng đối với đời sống sinh hoạt của chúng ta. Nguyện cầu cho tất cả cùng được an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Xin tất cả hồi hướng và đảnh lễ tam bảo ba lại.